Và tại đây, hàng triệu viên gạch không phát thải như thế này được tạo ra mỗi ngày. Hầu như không thể nhìn thấy khói bốc lên từ những ống khói ở nhà máy này, nhờ sử dụng một chất đốt đặc biệt. Đây là nguyên liệu biomass dùng để đốt tạo nhiệt cho lò hơi, có thể đến từ phế phẩm nông nghiệp hoặc lâm nghiệp, khác hoàn toàn so với việc chúng ta đốt than đá và nung gạch đất nung thông thường. Và ngay cả các phế phẩm của các ngành công nghiệp khác như là thạch cao thì cũng được tận dụng triệt để làm nguyên liệu chính sản xuất bê tông khí trường áp. Hỗn hợp từ thạch cao, cát, xi măng được nghiền, trộn, đổ vào khuôn và trường áp. Tất cả tạo nên một vòng tuần hoàn khép kín. Tại đây, những viên gạch được tạo ra không thông qua quá trình nung mà được trưng áp ở nhiệt độ 200 độ C. Và quá trình này thì hoàn toàn không phát thải ra SO2 và CO2 như gạch đất nung thông thường. Sản phẩm tạo ra siêu nhẹ, chỉ từ 500 đến 600 kg trên 1 mét khối, nên là có thể dễ dàng nổi trên mặt nước như thế này. Vì thế thì sẽ giúp cho chúng ta tiết giảm được tải trọng công trình. Còn với các phần tường bao và vách ngăn, khả năng cách nhiệt của loại gạch bê tông này sẽ giúp tiết kiệm năng lượng điện. Như quý vị có thể thấy, nhiệt độ của đám cháy đang lên tới 589 độ C và tôi đang đứng ở khoảng cách khoảng 10 mét so với đám cháy này, nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt hơi nóng từ đám cháy bốc ra. Tuy nhiên, khi mà chúng ta di chuyển vào bên sườn của bức tường này, đứng cách đám cháy chỉ cách một bức tường bằng bê tông khí trường áp thôi, nhưng mà hoàn toàn có thể chạm vào và không vấn đề gì cả. Bề mặt ngoài vẫn đang rất là mát. Và điều này cho thấy rằng là khả năng cách nhiệt của bức tường làm bằng bê tông khí trường áp này là rất tốt. Chúng ta có thể tiết kiệm được năng lượng điện từ khoảng 50 đến 70% so với thông thường. Bê tông màu trắng, kính không màu, nhưng đã góp phần tạo nên màu xanh cho ngành xây dựng, hướng tới mục tiêu Net Zero.